Chào tất cả các bạn ạ. Bữa nay mình dắt các bạn đi tham quan khu nhà máng, quay cảnh khám phá những quán hải sản ở dưới cảnh biển cho các bạn xem. Mời các bạn theo trong mình. Hiện tại mình đang đứng trước chỗ mà không vào các bạn. Thank các bạn. Mời các bạn đi theo trong mình nha. Thank you.
ba sao, nằm trong vị trí cao và bầu không khí cận biển trong lành mát mẻ. Sẽ của người dân nhà mát với phong cách du lịch đẳng cấp, phục vụ tận tình, giá phòng nghỉ và dịch vụ rẻ hơn bất cứ nơi đâu. Hơn thì khóc than cho số phận hậm hưu bạc bèo,
trọng lượng của chúng đã gây xào xạc não đề. Những linh hồn đã ẩn nấp sâu trong rừng cây bụi cỏ cũng dùng lên để đi theo bạn. Đó là những linh hồn muốn được về nhà. Chết không phải là hết. Người chết vì tội nghiệp quá nặng thì linh hồn có chịu lang thang, dốt dưỡng, đói nghĩa, chịu sống chung với quỷ dữ và những hình phạt đau thương vừa ra quyết. Lần quỷ là người sẽ sống hạnh phúc. Thank you.